lại là một chiếc tiệc nữa, cái giờ tông trắng đen, cái giờ 2 giờ chiều bây giờ mọi người thấy là có đám cưới này mà tông trắng đen. Nếu mà đám cưới mà tông trắng đen thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Đây là một trong những chiếc tiệc khá là lớn, cái tông màu trắng đen năm nay một cưới của tiên sinh Minh Tứ nha. Và hôm nay bên mình tiếp tục về đây, bây giờ hiện tại là gần 4 giờ, bên mình cũng sẽ phải chờ. Có sân khấu không? Tất cả mọi thứ chưa đâu rồi, tất cả mọi người bên mình cũng còn rất là ngẩn ngàng trong quá trình chờ. Nhà hàng thì làm bàn hết tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà mình còn chờ sân khấu chưa có. Hiện tại là 4 giờ nha cả nhà. Go see.